Xin chào tất cả các bác đến với kênh Cao Chi Mèo Hoàng Mai. Hôm nay là mùng 4 âm đúng không? Hôm nay là ngày mùng 4 âm và kể từ giờ phút này giờ đi em sẽ đọc ngày tháng âm lịch để nhắc các bác rằng Tết sắp đến nơi rồi các bác nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ Cao Chi Mèo Hoàng Mai trong suốt thời gian qua. Hàng đi được lại tương đối nhiều nhưng em không kịp làm clip nên hôm qua 722 và cái 725 này xin gửi anh Minh Thành Đồng Tháp. Sau cái clip mở lối thất thì ngay lập tức anh Minh Thành này đã điện ngay cho bên KTV Hoàng Mai để đặt luôn sản phẩm 725 tình trạng bát trùng series. Và hôm nay em sẽ lên hình để tiến em lên đường các bác nhá. Sau clip này em sẽ đóng gói và quay chi tiết lại tất cả ngoại thất để một lần nữa bạn Thành nhận những cái hình ảnh thực tế từ bên Cao Chi Mèo Hoàng Mai. Và ba cục 5.200 kia là cũng đã có chủ nhân, em chưa kịp làm clip lên thôi. 3.600 cũng đã có chủ nhân. 922 kia cũng về Phú Xuyên, Hà Nội các bác nhá. Hàng đi tương đối nhiều và Tết cũng rất là cận kề rồi. Bác nào tranh thủ sắm cho mình những sản phẩm để chơi xuân thì liên hệ ngay với Cao Chi Mèo Hoàng Mai. Cũng không còn bao nhiêu, còn hơn chục ngày nữa là cũng Tết đến nơi rồi. Lần nữa xin cảm ơn Minh Thành rất nhiều và cái sự ủng hộ của các bác mà em có những ngày trải nghiệm tất cả các sản phẩm GV và những thiết bị đắt tiền lên. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Mix sen về cũng tương đối nhiều các bác nhá. Post server đầy đủ, tức là em đã phục vụ các bác tất cả những đồ mỹ bãi, đồ sân khấu, biểu diễn cao cấp dành cho gia đình. Và đây là 725 Made in USA các bác nhá. 5.200 này có chủ tất cả năm ba cục này. 3.600 có chủ rồi này. Đây nha, xin gửi tới Minh Thành này, tình trạng là trước khi hàng lên đường này nhá. Không có lỗi lầm nhá. Và bác nào muốn có cặp 4871 thì liên hệ ngay em Cao nhá, em chưa lên sóng đâu. Đẹp và xuất sắc. Em quay lại thôi, quay lại để cái hình ảnh mà bạn Thành sẽ sau này nhận được nó y chang như vậy thôi. Chứ cái này em cũng đã review lên để các bác chiêm ngưỡng, các bác ngắm rồi. Hoàn toàn là không sức mẹ một tí gì mà Thành nhá. Đấy là cặp 725. Và sắp tới em về cũng tương đối nhiều model đấy. Sắp về tới đây thôi. Hơn một chục cặp loa nữa. Thank you.
cả các bác trên mọi miền tổ quốc đâu cũng ca chi vào mai. Và các bác được nghe cái tiếng tép của 725 nó thả ra, nó như rắc thủy tinh vào tai các bác nhá. Cho nên các bác nào còn đang suy nghĩ đắn đo thì hãy quyết cho mình một bộ để chơi xuân cho rực rỡ các bác nhá. Một lần nữa ca chi vào mai xin cảm ơn tất cả các bác. Hẹn các bác clip gần nhất. Thank you các bác rất là nhiều.